Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Chào mừng đến vận nguyên vô tận. Ê, Trinh Hạ đây, khỏi nhà luôn chú ơi. Ok, hay mình kéo thằng Mít nhỉ, mình chơi thằng Mít nhỉ. Bây chú đứng toàn này. Chuyện hả? Về đây. À, còn cặp ba này mình đi. Đây, đây có qua đây. Về ra theo đây. Rồi, từ. Từ chưa. Không biết để chú toàn trước. Chú tốc để lên. Ồ, chú chạy trước. Rồi ok, chú chạy trước đi. Về đây. Về ra đâu rồi? Về đây toàn. Ui, không có đủ đam rồi. Ơ, về đám đứng toàn à? Đứng toàn cái phá được. Cũng đủ đám. kéo được các công ty càng tốt. Cho nó chiêu hai chú ạ, cho nó chiêu hai đã. Chú trên này bắn chú ơi. Sờ nó tốc biển rồi. Bắn đánh được, đánh được. Rồi ra. Rồi ra đây này. Ôi anh về là anh chơi đến nay thì hỏng. Anh chơi đến nay thì ác. Đây. Chuẩn bị đây. Đây, một phát đừng nhím. Về đây. Này, nhanh. Một phát đừng nhím, tư thoải mái luôn. Quá trời, nó cái nồi tài nó như vậy bắn không mất máu ạ. Khiếp ạ. Lâm Hàng Lavi nhé, chú ơi. Mình làm farm này 4 nhân mạnh. Farm này 4 nhân mạnh. Ủa đẹp nha. Thép má. Ê, chú ơi. Đây. Rồi, một không có phát từ hai đâu. Về chú ơi, chú ơi. Ok. Không có phát từ hai, chỉ đúng một phát một cái này. Kéo vào đúng một phát một. Về ra, kéo phát. Gió là gió, mình để cái mic của... Mà đi rồi. Ủa, nó vẫn sống ra. Chú ơi, tao bị nữa hả? Chú. Phải đi bổ ba này, phải đi chung với nhau mới mạnh được. Hey, kéo đi, toàn này, nhưng mà ra tăng. Kéo nó chú ơi, lấm. Wow, đây là toàn lấm ba đây. Lấm. Chết rồi. Ok. Đấy. Lên đi sau tôi này luôn. Đây. Thấy chú ơi. Hả? Chạy. Chết luôn. Ê, cho kéo. Rồi chú ơi. Thằng này. Rồi đây, cho kéo này chưa? Ơi, lầm á. Một phát. Ồ, một okay. Đà nha. Chơi. Bắn đi chú. Có chú, cho có chết. Chú. Có bà là chạy. Rồi, ok. Chạy nha. Từ, thích được. Được á. Này chết nè. Đây, cho kéo chú ơi. Đây à, lầm. Rồi, ok, bắn này luôn. Nó tại rồi. Bắn luôn. Rồi. Tiếp không? Đấy, đừng đây, tiếp. Tiếp. Rồi, toàn ơi. Rồi, ok. Rồi. Ta mấy đây. Tiếp không, thôi. Chim cút. Tiếp. Đây. Rồi, ok. Galaxy. Cha cái thằng trọc kiểu hãy thật. Đây, chú ơi, chú ơi, ổn tay. Không kết được đâu, Vera. Không kết được thằng Văn Hèm đâu. Phải chấp nhận cái sự thật đi. Kéo vào, về bắt nhá. Ok. Kéo ác thật các bạn ạ. Đây, tiếp một kéo ơi. Thằng này. Tiếp à. Từ. Về. Chơi đủ bê cái pha này, ta xúc tiếp. À, đây. Chỉ cần một phát.
chiêu 2 rồi. Từ từ. Thằng nói sao chiêu 2 đấy. Chiêu 3 này, chủ giúp biển này. Nha. Rồi ok. Vô. Nó chiêu 2, lượt chiêu 2. Đây cho kéo nè. Đây cho tăng là chiêu 2. Rồi lui. Rồi chim cút. Ôi trời, cả đi chim hay quá. Thôi về. À, nó chiêu 2 kìa. Trời ơi, nó nè đập đấu thật đi anh em. Đây. Coi cẩn thận chú ơi, thuận nha. Để cho kéo nè. Nhanh quá. Con chân bé nó còn chịu thật đấy. Chú ơi. Đây. Rồi, không chết cháu sợ, không chết nha, kéo nè. Rồi ok, bắn đi chú. Bắn đi. Nice. Thuận nha chú ơi. Mẹ thằng Emily nó mạnh thế. Chơi được. Chơi được. Lầm đó. Cho kéo chú ơi. Được rồi. Chú có tốc điện thì ta KDC này. Đấy đâu. Lầm đó. Hay rồi chú ơi. Rồi. Xong rồi. Khỏe, mạnh. Mạnh ra thì chơi được anh em. Đứa này có màu đen chú ơi. Chú tôi nha, chú B hôi mỏ phát. Đấy hàng đấu nè. Chạy á, có mà đây. Trong bụi nấp đá xem. Làm chú ơi. Chú toán cái chào kéo. Thằng nào ăn nhanh hơn. Đây. SOS anh em ạ. Từ từ ta lên cái này xong ta lên tiểu bùng nổ. Bình tĩnh, đường nào không thể sự khó khăn. Đây chú ơi, đây con hàng. Nhưng mà lùi sáng thôi. Đây chú ơi. Được. Này. Đứng à. Đứng. Rồi. Cái đi xí là chắc chắn luôn. Đây chú ơi, bình tĩnh chú ơi. Giết ba rồi đó, nó đi qua đây nè. Thằng này chắc hay nhờ. Cái thằng này chắc nha. Lâu lắm rồi. Cái thằng cái đi xí mình. Đây. Lầm chú ơi. Tao có biết chạy đi đâu. Tao còn chơi. Á, nó mới đập kịp. Chạy. Chạy nó. Ê, đợi cho kéo thôi. Thục biến à. Lầm hồ máy, lầm hồ đen. Cháu con kéo không? Để chú tốc biển lên này. Thằng là bị chiêu 2, từ. Đẩy quả nhấn ra kìa tạm. Thêm anh em. Thằng nào mà chịu không bằng lái. Ủa, thằng đứng trong không à? Lại bị chú, lại bị chú. Chỉ rất bằng lái một lần. Đây. Chạy à. Không có một cái đam nào nhánh bằng cái đam này luôn anh em ạ. Amelie này chú ơi. Đây, quá trời, 2 giây chưa ba? Tao có mấy... Lắm. Cái chú ba này lại vẫn bị xịt anh em ạ. 6 giây lấy hôn chưa ba? Ui. Từ, có kéo là có hang. Cũng dây con kéo chú ơi. Hút được. Kéo cho con kéo nè. Không thằng nào dập bến mạng anh em ạ. Chơi cái kéo nó khổ thật đấy. Không thằng nào dập bến mạng luôn. Spray là không được. Dồn bắt là không kịp thở luôn. Kiếp vừa đắc đừng nóng. Thằng nào dầm đừng nữa. Dầm đừng nóng trù rồi anh em ạ. Đừng ơi, đỡ luôn mà. Ôi mới lên được. Nhanh. Cẩn thận chú, chạy cho con vào trong. Chạy nha. Chạy nha. Thằng Emily nó khỏe hết. Lấy cái suy giá phép cho nó mạnh chút. Sao? Lấy cái suy giá phép cho nó mạnh chỗ ma hay cái gì đó. Ôi rồi, xong rồi, xong chủ rồi, mạnh. Chạy đây. Lên cái xuyên giáp phép nhưng phải chơi để ấy cái băng xuyên này ra. Mạnh các bạn, quá mạnh luôn. Team mình đâu hết cả ổn thì chết hết cái kỹ thể vòng vắng. Có lẽ em thua nhá anh em nhá. Lết game đi. Bây giờ chủ bị cháu đầy quái đến nay thôi. Ta ép chủ đến nay thôi. Không mổ rồi. 5.000 đam. Đi. Qua chú ơi, thằng Lavi nó lên hay sao nè. Đưa dấu sai đi. Chú lại đi. Lavi kìa. Lavi KC nha, chắc chú có giải nha. Ừ ok, là chú biết đi, chỉ sờ mồi thằng Emily rồi thôi. Con làng không sờ thằng nào hết. Chú ơi. Nó chiêu 2 rồi. Thằng này chiêu 2 ác
cái pha này khả năng bắn trụ được này. Chào chào thứ tư ra kéo. Cứ đi vần 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 trụ á, để cho nó sợ. Đấy, nó lui về hết mà. Đấy, ba đường đó. Nhám đi lên. Emily này, tao nghe Emily mạnh lắm. Cái này có phép mà chú ơi, đừng không nhiều nha. Phép đánh được không? Chú ý vào chú góc phép. Ô, thằng này. Chú ơi, chết chú có giải. Xong rồi chú ơi. Quá trời ơi, thằng Emily nó mạnh quá anh em ơi. Chú ơi, đợi cho kéo lại, đừng dùng chiêu vội nha. Chú ơi, đây, giải nào. Rồi, ok. Quật hai sản thủ ngon lành, mạnh hơi. À từ, chào anh, chào đây còn mít đấy. Ta để hai cái tên này. Cho quải vào cùng lúc với nhau. Thế tháng sẽ thủ ta có được mấy đường kiểu gì. Đây. Cẩn thận chú ơi. Quá. Xong rồi. Mẹ nổ đau thật đi, bị toàn trước kìa. Quá đi đây. Đây. Cấn được. Hay. Chết rồi. Chết rồi chú ơi. Chú ơi, cẩn thận Amelie nha, nó khỏe lắm á. Chú ơi. Chú chết rồi. Sao lại đi vừa vần về nhà. Quá mệt, quả quả thú luôn nên. Nhanh, lần qua đây nó không thu được. Không, con chào. Được. Máy còn trồng trổ, mình sao lại mình chết. Anh chết, kéo chúng mà. Ấy. Thằng Amelie kinh nhỉ. Bòm cái trùm được. Ấy. Lầm nó về đã. Cầm bộ đó. Ấy, mấy thằng Emily giết chết nó đi. Nó có sao mới xin kìa. Emily có nhau xin. Thằng Emily nó kính thật. Hay. Rồi đi. Mình thực sự là bây giờ phải đê vòng Emily. Win. Lấy cái dây này chạy thôi. Còn mấy thằng Mori. Thực sự là bản Euro nào tiếc. Mình một cũng đáng nhé mà. Cố lên. Chạy đi Mori ơi. Đẹp lên đi. Chạy đi. Chào Rệt, Rệt không cho nó về nhá. À từ, chủ quá chơi, cho vui. Chị nào. Lầm nó, chờ nó một phát đi. À khoan, từ. Phá để không giết được nó đâu. Ác lắm. Tao rồi, nghỉ chào nhá. Ok chú ơi. Rồi, chào anh em bên. Mày nào rồi nói. Rồi, chào nha. Chào anh em bên trọc lóc nha. Some